để người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh sớm được hưởng chính sách hỗ trợ theo nghị quyết số 42 của Chính phủ. Đến nay, các ngành chức năng đã phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức ra soát, lập danh sách nhóm đối tượng người lao động tạm hoãn và ngừng thực hiện hợp đồng lao động để xác nhận đủ điều kiện nhận hỗ trợ. Theo đó, đến nay, toàn tỉnh có gần 1.300 lao động tại 11 doanh nghiệp được xác nhận thuộc đối tượng người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động đề nghị hưởng gói hỗ trợ của Chính phủ. Trong đó, doanh nghiệp có số lao động được xác nhận nhiều nhất là Công ty Trách nhiệm hạn GG Việt Nam 684 lao động, Công ty Trách nhiệm hạn May Kiung Việt 150 lao động, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ki Wang Jin Việt Nam là 170 lao động. Ngoài ra còn có 56 lao động tại Trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Sản xuất Toán Lượng được xác nhận thuộc đối tượng ngừng thực hiện hợp đồng lao động. Theo quy định, các đối tượng này sau khi được xác nhận đủ điều kiện sẽ được đề nghị hỗ trợ với mức 1,8 triệu đồng một người một tháng và tối đa không quá 3 tháng.